Ít ai nghĩ rằng nghề thợ rèn vẫn còn đất sống khi mà chuyện cuốc xẻng cho đến các loại dao gia dụng nhà bếp hiện nay đều được sản xuất công nghiệp. Thời hoàng kim từ đe búa, liềm, dao rửa, kéo cắt tôn cho tới các dụng cụ phục vụ nghề gò hàn, sửa chữa xe hơi đều được đưa tới tay thợ rèn. Ông Quảng, thợ cả và là chủ của một lò rèn ở đất miền Đông nói rằng hồi đó nghề này sống khỏe lắm. Làm xong thì mới đầu thì mua sắt thép rồi mình dán sản phẩm rồi đập đập trong rồi mới rửa nguội rồi mới mài mới gọt mới trui rồi mới trui xong rồi mới mài lại chống cán rồi đem đi mới bán. Ở đây tôi làm như cài răng sới này kia rồi thì khách là tới là mình lâu năm rồi có quen biết nhiều đó. Tôi tới ta mua thì hồi trước đó, thì đây là bạn hàng họ lấy rồi đi bán rồi sau đó, nhiều khi tới mùa vụ thì trên miên xuống mua rồi bán và trên miên thì chốt nhán à nếu họ không kịp đó, thì ế mà chốt thời cơ kịp đó, thì hốt. Ông Quảng nói rằng nghề rèn không chỉ cần sức khỏe mà cần sự tỉ mỉ và khéo léo, bởi yêu cầu của nghề là phải chính xác từng milimét, phải cẩn thận từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Một người thợ rèn giỏi là phải biết cách nhóm lò sao cho ngọn lửa đều và nhiệt luôn ổn định, phải biết cách chọn than, biết cách chọn vật liệu sao cho khéo, phải xác định được thời gian nung cho từng loại vật liệu. Ông Quảng kể trước đây thì còn có thể làm giàu bằng nghề rèn, nhưng nay thì chỉ đủ ăn thôi. Cái dao này thì để xài cho nông dân họ làm chẳng hạn như thập huyết heo này kia nữa. Hồi xưa mần là hàng trăm với hàng ngàn chứ không có nói chục. Bạn hàng lấy là cả trăm vậy đó. Còn giờ phải giờ đồ Hà Nội với đồ chợ lớn ăn đủ sống trong gia đình đỡ. Mà trước hay làm mà còn lên còn nói sắm này sắm kia còn làm cho đủ xài thôi. Người này thì có thể cái lớp nhỏ hay sao nó nếu trường hợp kinh tế nó có thay đổi thì có thể tiếp tục được. Yeah. Coi được chứ rồi cũng nông dân cũng còn xài chứ đâu có ta đâu có thâu. Những người đi bán dạo như ông Đoàn Minh Dương này giờ đây cũng ít dần. Ông chở bán dạo cả sản phẩm từ lò rèn của người cha vợ cho đến loại sản phẩm công nghiệp mà người dân quen gọi là hàng chợ. Ông Đoàn Minh Dương nói rằng hàng rèn có thể không đẹp so hàng chợ nhưng bền lắm nên người dân rất chuộng. Mỗi ngày ông Dương lời vài trăm ngàn cũng chính nhờ chuyện bền ấy của hàng rèn. Đồ thủ công làm thì cái này anh không có làm, để ông già vợ làm. Anh chỉ đi bán phụ thôi. Cũng được, bữa cũng kiếm, thí dụ bữa nào trúng cũng được 200-300, cũng bữa nào thắt cũng có ăn được, 100 ngoài 200 vậy đó. Có đầu chợ bán nữa, cái này là dao gàng nè, còn cái này là dao chợ nè, cái này là hàng chợ. Còn như những con dao bự, dao chặt á, thì cái đầu gàng không à. Còn như mấy con dao này nè, cũng là đầu gàng. Vô chừng nhầm khi cũng 30-40 con, nhầm khi 20-30 con cũng chừng. Như mua cũng đủ dạng, ngựa có, rồi dao chặt có, sắt gọt, rồi len, cuốc, đồ đủ thứ. Thì, tùy theo, thí dụ mình dao gàng thì nó hơi mắc một tí, còn dao chợ thì nó rẻ. Các lò rèn giờ không còn đỏ lửa quanh năm như trước, rất nhiều lò rèn đã là người của muôn năm cũ. Ông Quảng kể rằng người ta có học nghề thì mới có đệ tử, giờ là công nghiệp hóa không có ai thích cái nghề này nữa. Thế nhưng người dân miền nông thôn vẫn thích hàng lò rèn, mong rằng nghề của ông bà này sẽ không bị mai một.